Hollywood hy vọng có một mùa lễ cuối năm nhiều lợi nhuận. Người Hoa Kỳ đã mệt mỏi với việc ăn uống và mua sắm, đã làm nên lịch sử tại các phòng vé trong dịp lễ tạ ơn. Hollywood đã có được doanh thu bán vé kỷ lục 294 triệu Mỹ Kim trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tập 2 của bộ phim Hunger Games: Catching Fire đã thiết lập một kỷ lục riêng của mình nhờ thu hút được các nhóm chính như nam giới, phụ nữ và những người trẻ. Và không có nhiều cạnh tranh trong loại phim dành cho trẻ em, phim Frozen của Disney đã có số lượng người xem kỷ lục trong cuối tuần qua, đánh bại kỷ lục của Harry Potter. Và bộ phim dựa theo truyện tranh nhân vật anh hùng Thor: The Dark World cũng đã có được kết quả tốt 4 tuần sau khi ra mắt, cho thấy các khán giả sử dụng những ngày nghỉ để xem những phim mà họ chưa có thời gian đi xem. Và xu hướng này đã làm gia tăng số lượng người đi xem bộ phim hài lãng mạn The Best Man Holiday trong tuần thứ 3 được chiếu tại rạp. Nhưng những ngày nghỉ cho đến nay thuộc về Catching Fire đã thu được gần 300 triệu Mỹ Kim trong chỉ 10 ngày.